Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Geneva đưa tin, sau 3 ngày làm việc, hôm qua Hội nghị Bộ trưởng các nước thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã kết thúc mà không đạt được bất cứ thỏa thuận nào nhằm khôi phục tiến trình đàm phán Doha về tự do thương mại toàn cầu đã bị đình trệ nhiều năm nay. Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 8 nêu rõ, các nước thành viên đều rất lấy làm tiếc trước sự bế tắc của vòng đàm phán Doha, vốn đã được khởi động từ 10 năm trước. Do những bất đồng dai dẳng xung quanh vấn đề trợ cấp nông nghiệp và thuế hàng công nghiệp, nhóm nước công nghiệp phát triển và nhóm các nền kinh tế mới nổi trong WTO vẫn chưa tìm được tiếng nói chung tại hội nghị lần này. Ngoài ra, các quốc gia thành viên cũng không đạt được sự đồng thuận liên quan đến các chủ đề mới tại WTO như biến đổi khí hậu, năng lượng, an ninh lương thực, tỷ giá trao đổi và vấn đề cạnh tranh. Tại phiên bế mạc, Tổng Giám đốc WTO ông Pascal Lamy cùng đại diện các nền kinh tế lớn như Mỹ, EU và Trung Quốc đều bày tỏ cần thay đổi cách tiếp cận và phương thức làm việc trong WTO nhằm vượt qua những bế tắc hiện nay cũng như tránh cho nền kinh tế thế giới rơi vào giai đoạn khủng hoảng mới. Điểm sáng duy nhất tại hội nghị lần này là việc WTO chính thức chấp thuận đơn xin gia nhập của Nga, nền kinh tế lớn nhất trong số các nền kinh tế nằm ngoài WTO tính đến nay. Với sự góp mặt của Nga, WTO sẽ chiếm tới 97% hoạt động thương mại toàn cầu. Đây cũng là thành công lớn của Moscow sau 18 năm đàm phán, khoảng thời gian kỷ lục vì trước đó chưa thành viên nào phải đàm phán lâu như vậy. Ngoài Nga, WTO còn kết nạp thêm 4 thành viên mới là Vanuatu, Samoa và Montenegro. Đã tròn 3 tháng kể từ khi phong trào chiếm phố Wall bùng phát tại trung tâm tài chính New York của Mỹ và sau đó lan ra nhiều nước khác. Nhân dịp này, những người biểu tình chiếm phố Wall đã lên kế hoạch tìm kiếm địa điểm tập trung lực lượng mới để tiếp tục duy trì phong trào lâu dài. Hàng trăm người biểu tình đã tụ tập tại quảng trường Duarte ở thành phố New York cùng nhảy múa, diễn thuyết và đóng kịch để kỷ niệm 3 tháng kể từ khi phong trào chiếm phố Wall bùng phát và lan rộng ra khắp nước Mỹ, sau đó đã vượt qua cả biên giới lan sang châu Âu và châu Úc. Những người biểu tình khẳng định phong trào đã và đang tiếp tục lớn mạnh. Phong trào này đã ra đời vì những người lao động và tầng lớp trung lưu. Chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi đạt được bước tiến trong việc thu hẹp khoảng cách giữa 1% người giàu và 99% dân số còn lại. Nơi tổ chức kỷ niệm của phong trào chiếm phố Wall nằm sát khu đất trống mà những người biểu tình đang dự định sẽ dựng trại thay cho đại bản doanh ở công viên Rucati đã bị cảnh sát thu hồi hôm 14 tháng 11. Dù chúng tôi mất một số cơ sở, nhưng phong trào vẫn tiếp tục lan rộng và diễn ra mọi lúc, mọi nơi. Công viên Rucati là nơi bắt đầu phong trào, nhưng không phải nơi duy nhất. Những người biểu tình đã cố thuyết phục Trinity, tổ chức tôn giáo phi lợi nhuận sở hữu khu đất trống, cho phép họ dựng trại tại đây. Dù chưa được phép, nhiều người biểu tình, trong đó có một số chức sắc tôn giáo, đã phá hàng rào và trèo vào khu đất. Cảnh sát buộc phải can thiệp và bắt giữ hơn 10 người quá khích. Tiếp theo là một số tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Ngày 17 tháng 12, một phái đoàn cấp cao của Iraq đã đến nước láng giềng Syria để hội đàm với Tổng thống Bashar al-Assad nhằm tìm kiếm giải pháp thao gỡ khủng hoảng chính trị đã kéo dài suốt 9 tháng qua ở nước này. Theo một số nguồn tin, các cuộc hội đàm đã diễn ra tích cực, trong đó tập trung vào thảo luận kế hoạch hòa bình của Liên đoàn Ả Rập cũng như sáng kiến của Iraq về tình hình Syria. Dự kiến, phái đoàn của Iraq cũng sẽ gặp gỡ đại diện các lực lượng đối lập của Syria. Cuộc gặp diễn ra giữa lúc Liên đoàn Ả Rập đang cân nhắc việc đưa vấn đề Syria lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nếu Syria không chấp thuận đề xuất của các nước Ả Rập để chấm dứt tình hình bạo lực. Trước đó, Iraq đã lên tiếng phản đối việc gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Syria và cho biết họ sẽ cố gắng tận dụng mối quan hệ với chính phủ của Tổng thống al-Assad để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay tại Syria. Liên quan đến tình hình Iraq, ngày 17 tháng 12, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã chính thức kết thúc sứ mệnh huấn luyện quân sự kéo dài hơn 7 năm qua tại Iraq. Sứ mệnh của chúng tôi nhằm giúp đất nước Iraq có thể tự điều hành và kiểm soát an ninh đã hoàn thành. Luật pháp đã được tăng cường, trong khi đó các lực lượng phiến quân, kể cả Al-Qaeda đã suy yếu, quân đội cũng như cảnh sát của Iraq đã được đào tạo và trang bị tốt. Động thái này diễn ra chỉ 2 ngày sau khi chính quyền Mỹ chính thức tuyên bố kết thúc cuộc chiến tại Iraq, mà không thể gọi đây là một chiến thắng. Như thường lệ vào ngày cuối tuần, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại một số sự kiện thời sự nổi bật diễn ra trong tuần vừa qua. Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Nghị quyết chỉ rõ xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân gắn liền với hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền sở hữu và tự do kinh doanh của doanh nhân theo pháp luật, khuyến khích doanh nhân làm giàu cho mình và cho đất nước. Nghị quyết cũng khẳng định cần tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân, công khai minh bạch các định hướng,
quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, các chính sách hỗ trợ để định hướng cho doanh nhân, doanh nghiệp đầu tư theo quy hoạch, kế hoạch phát triển và bảo đảm quyền lợi đầu tư, giảm rủi ro kinh doanh cho doanh nhân, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tư nhân tiếp cận bình đẳng các nguồn lực phát triển, nhất là trong việc thực hiện các dự án, công trình theo hình thức hợp tác công tư, khuyến khích tư nhân góp vốn vào các doanh nghiệp nhà nước. Bên cạnh đó, nghị quyết cũng nhấn mạnh việc đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân, xây dựng quan hệ lao động hài hòa. Tại phiên họp thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng. Còn ý kiến khác nhau của các dự luật phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng chống rửa tiền, bảo hiểm tiền gửi, Bộ luật Lao động sửa đổi, Luật giá, Luật tài nguyên nước sửa đổi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thực hiện hai giám sát chuyên đề về thực hiện quy định của pháp luật, về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và thực hiện chính sách pháp luật về xây dựng và phát triển các khu kinh tế cửa khẩu. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét quyết định phương án phân bổ 2.097 tỷ đồng vốn đầu tư cho các dự án, công trình cấp bách và 820 tỷ đồng vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng du lịch của các địa phương. Tuần qua, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 27 diễn ra tại Hà Nội đã tập trung thảo luận xây dựng chương trình hành động cụ thể cho toàn ngành ngoại giao trong thời gian tới. Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, để góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, bền vững, ngành ngoại giao cần nắm vững tư tưởng chỉ đạo là thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế với nguyên tắc xuyên suốt là lợi ích quốc gia, dân tộc là ưu tiên cao nhất. Theo báo cáo phát triển thế giới năm 2012 với chủ đề Bình đẳng giới và phát triển của Ngân hàng Thế giới, khu vực Đông Á Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam đã đạt được những tiến bộ quan trọng về bình đẳng giới, tuy nhiên vẫn còn những thách thức về kinh tế và xã hội. Vì vậy, Việt Nam cần có những giải pháp, chính sách để giải quyết các thách thức trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển từ nhóm thu nhập thấp sang thu nhập trung bình. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cũng khuyến cáo về các giải pháp giảm tỷ lệ mẹ tử vong, bổ sung tài chính cho các vấn đề xã hội, môi trường, tăng khả năng tiếp cận cơ hội kinh tế đối với phụ nữ. Tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, diễn ra liên hoan phim lần thứ 17 với sự tham gia của 108 bộ phim thuộc các thể loại. Lần đầu tiên tại liên hoan phim Việt Nam, ban tổ chức đã tổ chức tọa đàm với chủ đề chia sẻ về chính sách phát triển điện ảnh và hội thảo điện ảnh Việt Nam, thực trạng và giải pháp với sự tham dự của hơn 300 nghệ sĩ, các nhà quản lý, sản xuất, phát hành phim và các nhà hoạt động điện ảnh. Cơn bão Washi quét qua miền Nam Philippines những ngày qua đã gây lụt lội trên diện rộng và khiến hàng trăm người thiệt mạng và nhiều người mất tích. Thiệt hại về người lớn nhất là ở hai thành phố Iligan và Cagayan de Oro. Giới chức địa phương cho biết hàng chục nghìn người trên đảo Mindanao đã phải sơ tán đến các vùng đất cao. Quân đội Philippines đã điều động 20.000 binh sĩ tới hỗ trợ công tác cứu hộ và sơ tán tại nơi tầm bão đi qua. Quân đội Mỹ đã tổ chức lễ hạ cờ tại Iraq và trao căn cứ quân sự cuối cùng cho giới chức Iraq. Đây là thời điểm đánh dấu sự rút lui của Mỹ sau gần 9 năm hiện diện tại Iraq trong một cuộc chiến tranh vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Trong thời gian 9 năm, từ năm 2003, ngoài khoản kinh phí khổng lồ dành cho cuộc chiến, đã có tổng cộng 1,5 triệu binh sĩ Mỹ tham gia chiến đấu ở Iraq, 30.000 lính Mỹ bị thương, 4.500 binh sĩ thiệt mạng. Tổng thống Mỹ Obama nói với các binh sĩ Mỹ có thể ngẩng cao đầu rời khỏi Iraq, nhưng cũng thừa nhận cuộc chiến đã gây nhiều tranh cãi ngay từ khi bắt đầu và kết thúc một cuộc chiến luôn khó hơn việc bắt đầu nó. Đài truyền hình Iran công bố hình ảnh về chiếc máy bay do thám không người lái RQ-170 Sentinel của Mỹ đã bị Iran điều khiển hạ xuống lãnh thổ nước này khi đang xâm phạm không phận của Iran. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức thừa nhận vụ việc và đòi Iran trả lại chiếc máy bay gần như còn nguyên vẹn. Chắc chắn Mỹ không muốn bị mất bí mật công nghệ cao trong việc sản xuất máy bay tàng hình, cũng như nhiệm vụ cụ thể, dữ liệu thu thập của chiếc máy bay này. Bất chấp sự cảnh báo từ Washington, các chuyên gia của Iran vẫn tiếp tục tìm cách nghiên cứu công nghệ và dữ liệu từ chiến lợi phẩm đang nắm giữ. Nga tuyên bố sẽ ngăn chặn bất kỳ nghị quyết nào cho phép sử dụng vũ lực trực tiếp hoặc gián tiếp chống Syria. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh phương Tây, đặc biệt là Mỹ, Anh, Pháp và Đức, đang gia tăng sức ép lên chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhằm dọn đường cho khả năng lật đổ chính phủ ở nước này. Theo quan điểm của Nga, nước giữ chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng này, cách tiếp cận cứng rắn theo kiểu một chiều của phương Tây sẽ không giúp chấm dứt bạo lực, mang lại hòa bình và ổn định cho Syria. Vì vậy, thay vì tìm cách lật đổ chế độ tại một nước là thành viên Liên Hợp Quốc, cách thức tốt nhất là đưa ra tiến trình chính trị thông qua đối thoại để giúp cho Syria thực sự tìm ra con đường vì dân chủ và hòa bình lâu dài. Canada trở thành nước đầu tiên tuyên bố rút khỏi nghị định thư Kyoto. Quyết định của Canada đã giáng mạnh vào nỗ lực thực thi hiệp ước toàn cầu này.
Sau hội nghị lần thứ 17 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu diễn ra ở Nam Phi, quan chức Canada khẳng định đây là sự lựa chọn bất khả kháng vì Canada đang phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 13,6 tỷ đô la Mỹ vào năm sau do không thể hoàn thành mục tiêu cắt giảm khí thải theo cam kết. Quyết định của Canada có nguy cơ trở thành tiền lệ xấu cho những quốc gia thiếu trách nhiệm cộng đồng đối với môi trường sống toàn cầu. Lần đầu tiên cờ của Palestine được tung bay trên nóc trụ sở Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO ở Paris, Pháp. Mặc dù nghi lễ thượng cờ chỉ mang tính tượng trưng nhằm đánh dấu việc Palestine được thừa nhận là thành viên đầy đủ của UNESCO, song đối với một dân tộc đã nhiều năm đấu tranh giành độc lập như Palestine, sự kiện này mang một ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định thắng lợi ngoại giao quốc tế trên con đường thiết lập một nhà nước được công nhận rộng rãi trên trường quốc tế. Tại hội nghị cấp bộ trưởng diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 16 tháng 12, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã chính thức thông qua thỏa thuận kết nạp Nga trở thành thành viên. Việc gia nhập WTO đã kết thúc 18 năm kiên trì đàm phán của Nga, đồng thời đánh dấu một giai đoạn mới của nền kinh tế với GDP lên tới 1,9 nghìn tỷ đô la Mỹ. Quốc hội Nga sẽ có 6 tháng để phê chuẩn thỏa thuận gia nhập WTO và sau đó 30 ngày, Nga mới chính thức trở thành thành viên thứ 154 của WTO. Đây là thời khắc lịch sử đối với Liên bang Nga cũng như hệ thống thương mại đa phương, vì với sự gia nhập của Nga, WTO sẽ chiếm tới 97% hoạt động thương mại toàn cầu. Những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của truyền hình Thông tấn.